được nhất. Xin mời mọi người bình chọn ai nhảy thống nhất ạ. Ba người một lần, đây số 1, ai cũng số 1. Ai nhảy số 2? Bạn bảo nhảy thôi, không. Ai nhảy số 3? Không. Ủa sao bạn, ai bảo nhảy cho vậy? Bảo sẵn ai bảo như thế chứ. Số 4? Số 5? Rồi, chiến thắng thuộc về số 1. Giống như trong gương mặt của em, người chiến thắng sẽ là điều gì vậy bạn? Không cần phải nhớ bây giờ là sự khối lượng của em hãy thấy nếu gì không đó, không có quả đúng là cảm ơn em rất nhiều, các có quả thật gì không giống như thể ngạc của một cạp. Trời ơi, ba, ông chạy
bẩn ba bẩn anh bẩn. Anh bẩn cho mắt có chàng nhảy đầm đẫm lên anh muốn cái chị còn luôn á. Mà biết hết mấy đại bộ bấm nghiệp luôn lịch đẹp. Sau vở diễn, anh càng ngày được khán giả càng yêu mến. Bên cạnh đó, có rất nhiều vở diễn thành công cho đến tận ngày hôm nay với sự góp mặt của anh, như Bộ đời tuổi tim, Già riêng anh cưới em, Cưới liều, vân vân. Các chương trình truyền hình như Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Sao bà đánh bài cái gì? Bây giờ hỏi nhỏ này nè. Dạ dạ. À. Đâu có đồng bài chứ chị. Đâu có. Anh là chuyên môn con cao. Chị ơi, chị ơi. Đấy, chú Tịnh ơi. Chị sao đi. Mẹ em thở như trao, mẹ này lên đây trời cho nhau. Không anh thôi, nhìn đỡ một chút. Bí mật đêm trùng. Mà sao mày bắt chết đi mà đưa một cục sao sạch lắm. Giờ sạch lên tới đây. Tôi mang đi cho mẹ mày. Rảnh quá. Alo, ai thằng đây đó? Con làm gì làm. Vợ cậu nói cho mày nghe. Dạ. Con cho mẹ mày tới chữa. Dạ. Nghe chưa? Dạ nha. Để nó. Dạ. Anh nhận được hàng loạt những giải thưởng cao quý như Mai Vàng, HTV Award. Cho đến thời điểm này, khi nhắc đến cái tên Trường Giang, mọi người đều nghĩ ngay đến một anh chàng vui vẻ, lạc quan, với lối diễn chậm